Kính thưa quý vị, những cửa tiệm đóng cửa làm thay đổi gương mặt đường phố của Anh Quốc. Rất nhiều cửa tiệm nữ trang, cửa hàng quần áo và cửa hàng đồ chơi đã biến mất khỏi các đường phố của Anh Quốc. Theo một cuộc khảo sát mới nhất của PricewaterhouseCoopers, trong nửa đầu năm 2012, mỗi ngày có hơn 20 cửa hàng thuộc các chuỗi bán lẻ đã đóng cửa. Tỷ lệ đóng cửa thậm chí còn tăng lên đến 32 mỗi ngày trong tháng 7 và tháng 8. Đại diện PwC, ông Mike Jersis, cho biết tỷ lệ này cao hơn gần gấp đôi so với con số của 6 tháng đầu năm ngoái. Việc đóng cửa tiệm thường có xu hướng theo mùa. Trong nửa cuối năm cho tới Giáng sinh, thường có ít cửa tiệm đóng cửa hơn. Và trong mùa Giáng sinh vừa qua, đã có rất nhiều hàng không bán được và điều này đã làm gia tăng con số cửa tiệm đóng cửa. Theo thống kê, trong nửa đầu năm nay, trên toàn Anh Quốc, tổng số cửa tiệm đã giảm 953 so với suy giảm 174 cửa hàng trong cả năm 2011. Hầu hết các nhà bán lẻ đang thu hẹp hoạt động kinh doanh thay vì mở rộng, đóng cửa các chi nhánh có kết quả yếu kém hoặc không gia hạn hợp đồng thuê mặt bằng. Cửa hàng bỏ trống đang trở thành một hình ảnh rất phổ biến trên khắp nước Anh. Rất ít khi có một doanh nghiệp mới dọn vào. Trong 6 tháng đầu năm nay, 55 tiệm cầm đồ mới đã khai trương trên toàn nước Anh, cùng với 50 cửa hàng giảm giá mới và 23 cửa hàng thức ăn nhanh. Những điều này cho thấy một xu hướng rõ ràng, đó là giá rẻ và từ thiện đã lấy chỗ của những cửa hiệu quen thuộc. Nhưng ít nhất có một điểm tốt, đó là các cửa hàng không bị bỏ trống. Nếu không thì những đường phố ở các khu mua sắm của Anh Quốc sẽ trở nên trống vắng. Vì thông thường, nếu có một nửa đường bị bỏ trống thì không có nhà bán lẻ nào muốn mở tiệm tại đây. Và các nhà bán lẻ còn lại có nhiều khả năng sẽ dời đi nơi khác một khi hợp đồng thuê chỗ hết hàng. Vì vậy, điều quan trọng là phải có người chuyển vào và các nhà quản lý cũng thường giảm giá thuê để thu hút các chủ tiệm mới. Cửa hàng đóng cửa hàng loạt không chỉ là một vấn đề ở Anh Quốc. Các nhà bán lẻ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn ở Ý và Tây Ban Nha. Số liệu doanh số bán lẻ mới nhất của Anh Quốc có thể được cải thiện trong tháng 9, nhưng niềm tin của người tiêu dùng vẫn còn yếu. Và thuyết phục người mua sắm chấp nhận chi tiêu trong mùa Giáng sinh này có thể là một vấn đề sống còn đối với một số chuỗi cửa hàng bán lẻ.